Phúc Thọ là huyện ngoại thành, nằm ở phía tây bắc thủ đô Hà Nội, thuộc hữu ngạn sông Hồng và sông Đáy, cách trung tâm thủ đô khoảng 35 km, phía tây huyện giáp với thị xã Sơn Tây, phía nam giáp huyện Thạch Thất và Quốc Oai, phía đông giáp huyện Đan Phượng. Ở phía bắc bên kia sông Hồng, huyện Phúc Thọ còn có một phần đất tiếp giáp với huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Huyện có diện tích tự nhiên là 118 km², dân số trên 19 vạn người. Huyện gồm 20 xã và một thị trấn. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 32, tỉnh lộ 417, 418, 421 chạy qua, có vai trò huyết mạch nối liền Phúc Thọ với các vùng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho huyện trong quá trình giao lưu liên kết với trung tâm thành phố Hà Nội và các huyện thị lân cận, là địa danh được hình thành sớm cùng lịch sử dân tộc, nơi hòa quyện giữa ba con sông, sông Hồng, sông Tích và sông Đáy, đã tạo nên vùng đất có truyền thống lâu đời về bề dày lịch sử. Cái tên huyện Phúc Thọ đến nay đã có niên đại gần 200 năm. Ngay từ xa xưa, các thế hệ cư dân Phúc Thọ đã góp phần vào quá trình hình thành nền văn minh sông Hồng rực rỡ cũng như mảnh đất Thăng Long, Hà Nội ngàn năm văn hiến. Qua những di tích, di vật lịch sử văn hóa đã chứng minh Phúc Thọ là cái nôi của truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, bền bỉ trong cải tạo thiên nhiên, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống thiên tai. Đặc biệt nơi đây cũng là vùng đất trọng học, giàu truyền thống khoa bảng với nhiều người đỗ đạt thành danh, nhân dân hiền hòa, giàu tình yêu quê hương đất nước, kiên cường bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Huyện có sự đa dạng đan xen về tôn giáo, song cư dân chủ yếu theo hai tôn giáo chính, đạo Phật và đạo Thiên Chúa. Ngoài ra còn có các tôn giáo khác như đạo Tin Lành, tín ngưỡng, thờ cúng dân gian. Đồng bào Lương giáo ở Phúc Thọ sống hòa thuận, có truyền thống gắn bó đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo. Phúc Thọ là vùng đất cổ xứ Đoài, có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời với hệ thống di sản văn hóa phong phú và đa dạng. Hiện nay trên địa bàn huyện có 201 di tích, trong đó có 105 trên 201 di tích đã được xếp hạng, gồm 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt là đền Hát Môn, xã Hát Môn, đình Tường Phiêu, xã Tích Giang, đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, 45 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 57 di tích xếp hạng cấp tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, 11 địa điểm được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến. Hàng năm huyện có 68 lễ hội truyền thống được tổ chức vào mùa xuân, từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, trong đó có 67 lễ hội làng, 1 lễ hội vùng và lễ hội truyền thống đền Hát Môn được tổ chức quy mô cấp huyện. Lễ hội truyền thống đền Hát Môn đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Về tình hình kinh tế xã hội của huyện, những năm gần đây huyện Phúc Thọ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác rà soát, đánh giá thực trạng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Nhiều đề án đã được ban hành triển khai hiệu quả như đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn huyện Phúc Thọ, đề án phát triển sản xuất hoa chất lượng cao ở xã Tam Thuấn, đề án phát triển làng nghề hoa cây cảnh gắn với phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm xã Tích Giang, đẩy mạnh phát triển thương hiệu bưởi Phúc Thọ, bưởi Tam Vân, Vân Hà, cơ cấu cây trồng chuyển đổi theo hướng tích cực, diện tích các vùng sản xuất lúa kém hiệu quả giảm dần, diện tích trồng rau, hoa, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ngày một tăng lên phù hợp với nhu cầu thị trường.